Đã 4 giờ chiều, nhưng văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có địa chỉ tại Hoàng Minh Giám, Cầu Giấy vẫn rất đông người đến làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Đa phần người dân phấn khởi bởi từ khi có Nghị định 01 của Chính phủ có hiệu lực. Đối với người dân thì theo tôi thì đấy là một cái mà rất là phấn khởi, vì là bấy lâu nay cái việc mà thủ tục viết tay thì là rất khó được chấp nhận. Đấy là một cái mà tôi nghĩ rằng là một cái điểm mà cũng cần phải tạo điều kiện hơn nữa để cho các cái khu vực có giấy viết tay mọi người dân được cấp sổ. Các cơ quan văn phòng nhà đất mới lại các cái phòng tài nguyên môi trường ấy phải hướng dẫn làm đúng cái quy định của pháp luật, ví dụ như là giấy viết tay, nhưng mà cái tư cách pháp lý của các bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cũng phải đúng theo cái pháp luật hiện nay. Hiện Hà Nội đã thống kê danh sách 133.000 trường hợp đang gặp vướng mắc nhằm tránh tình trạng lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước, như kê khai lùi thời điểm chuyển nhượng viết tay của các thửa đất gần đây sang thành trước năm 2008 để được cấp sổ đỏ. Ngoài ra, việc thẩm định hồ sơ sẽ tiến hành chặt chẽ. Chúng tôi đã cho rà soát lại và chốt số liệu cụ thể cho từng quận huyện một, và chúng tôi đã thống kê chi tiết đến từng xã phường, từng quận huyện một để chốt số liệu. Đã chốt số liệu rồi thì và các cái trình tự thủ tục thì cũng được minh bạch và qua đồng kê khai cấp xã xét duyệt. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, tính đến hết tháng 2, Hà Nội còn phải cấp cho trên 185.000 sổ đỏ. Với mục tiêu hoàn thành việc thực hiện đăng ký cấp sổ đỏ đến hết ngày 30 tháng 6 tới, thành phố đang tăng cường các giải pháp, trong đó có sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách để cắt giảm các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền đến từng quận huyện thị xã để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho từng trường hợp chưa được cấp sổ đỏ.